Hello, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh YouTube Cài Bộ Giống Tiền Giang nha. Đó, rồi trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh phía dưới để khi nào có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Thì hôm nay chủ nhật của chú anh chị thì cũng quay đăng cái clip lên thì cô chú anh chị nào thấy có cần bò nào được mắc thì cứ alo em nha. Đó. Đây bên em thì được lỡ lớn thì hơi nhiều. Đó. Cái số bò được lỡ lớn không thì cô chú anh chị nào cần xài bò được lỡ lỡ thì liên hệ với em nha. Thì bên em là bò lỡ nhiều. Đó. Đó, thì bò ba lớn vậy nè, nó lỡ rồi, nó trên 1,2 m bò thì nó nằm với giá là 23.500.000 con nè. Con đó con này toàn là bò lỡ không nha, chứ không có bò nhỏ nha cô chú anh chị. Bò này bò lỡ không lớn không nha. Đó, thì con này 28.500.000 nè. Đó. Rất là lớn bò. Đó, 3B ít muối. Đó. Bò bên em là bò lỡ nhiều nha. Đó. Thì cô chú anh chị nào cần bò lỡ thì cứ liên hệ với em. Đó. Đó, cặp này thì lớn rồi cô chú anh chị, cặp này cũng chưa bò thịt rồi. Đó, thì con này cũng 28.500.000, thì con này 29 năm. Nó đít khu tàn đồ bò này bò lớn nha, bò thịt. Lớn bò. Đó, vô thịt hết rồi. Đó, về giỗ không có mấy tháng là ra nha. Mấy con bò này dỗ do dữ lắm, ở đây tới Tết rồi cô chú anh chị xích rồi. À, cô chú anh chị nào cần dỗ nhanh thì liên hệ bắt mấy con bò lỡ này nha. Còn con này kem trắng ăn thấy thương. Đó. Con này 23 triệu cô chú anh chị, nó lỡ không à, 1,2 m bò lỡ nha. Đó. Con này nữa, con này thì 22 triệu nè. Con này 21 triệu này. Coi như là bò lỡ không. Đó. Đó, thì có mớ bò đây em cũng mới ra hết rồi. Đó, thì giờ trong trại em chỉ còn như đây thôi. Thì cô chú anh chị nào cần thì liên hệ em nha. Đít khu khỏi bàn luôn á. Rồi, chào cô chú anh chị.